cô từ từ cô giữ giá cho tôi nha. Tiến tới nói gì nói đi. Anh thì hồi đó giờ chưa quỳ trước mặt ai, nhưng mà hôm nay đến chương trình anh xin quỳ trước mặt em và anh có món quà tặng em. Sao em chấp nhận? Cái này thiệt luôn á chứ, cái này không phải trò chơi chương trình. Chị Tương sao vậy? Sao em chấp nhận? Tùy em thôi. Chị đâu có biết cái này chị cũng bất ngờ ngoài chương trình mà. Em nhận trước đi, em đeo sao? Rồi, em nghe lời anh, để em nhận trước. Thôi em cảm ơn anh. Dạ được không nhá. Mới nói gì vậy? Tôi hồi hộp, tôi không nghe luôn. Anh nói em nhận rồi là anh được quyền hôn này. À rồi. Anh hôn đâu cũng được. Tôi nói rồi, tôi nói để nó từ từ thiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta phải đến với phần trò chuyện, với phần hẹn hò trước đã. Một chút xíu nữa mới tới bữa ăn quý vị nha. Anh trai đã ngồi đây rồi, Tường sẽ ra bên ngoài đưa bạn gái của ta vào và bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay. Rồi, mời em gái. Em cảm ơn chị. Rồi, mình tháo mở mặt nạ ra đi hai anh chị ơi, hai bạn ơi. Rồi, hello cưng. Rồi, đẹp gái. Rồi, bây giờ mời anh trai giới thiệu trước về thông tin của mình nè, mời em. Xin chào quý khán giả chương trình và xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Trung Tính, em năm nay 33 tuổi, làm việc sinh sống tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Mỹ Tho, Tiền Giang, đang làm việc gì với Tiền Giang? Em làm cơ khí đóng xà lan chị. Ồ, đóng xà lan, mình làm công ty hay là mình làm... Dạ, em làm công ty gia đình. Làm công ty gia đình luôn. Dạ. Em làm cái vai trò gì trong cái công ty đó? Em làm bên lắp ráp với lại bảo trì máy móc với sửa chữa nhà xưởng. À, là mình có nghề đúng không em? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, nhà, chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bạn bên kia. Em tên là Lê Hoàng Bích Vân. Em năm nay 35 tuổi. Em hiện là công nhân vận hành máy của công xí nghiệp bao bì Lixin. Em đang làm ở dưới Long An. Long An? Dạ. Người Tiền Giang, người Long An. Ôi gần xịt mà đúng không? 30 cây chị. 30 cây, nhiều khi nó ráp danh luôn á. Hỏi thử coi coi là ở đây là Long An ở khúc nào và Tiền Giang ở cái đoạn nào, nhiều khi nó ráp danh nhau luôn đúng không? Dạ. Em ở khu công nghiệp Tân Đức à. Biết không em? Cách em bao xa? Khoảng 35 cây. 35 cây, dễ ẹt ha. Dạ. Giờ thí dụ hai đứa yêu nhau bao lâu gặp nhau được một lần? Thì em thì công việc của em thì chủ nhật em được nghỉ. Rồi. Ví dụ như có nhiều công việc thì chủ nhật có tăng ca này kia thì. Ừ. Rồi, vậy là coi như gần tháng tuần gặp nhau được có ngày chủ nhật thôi. Tháng 4 lần cũng nhiều. Tháng 4 lần là nhiều rồi đó hả? Dạ. Em thấy sao em, nếu mà yêu xa xôi vậy thì giờ ảnh bận quá em xuống thăm ảnh được không? Dạ được. À, theo như em thì một tuần một tháng gặp nhau 4 lần vậy là nhiều hay ít hay cũng vừa? Dạ vừa rồi chị. Vừa đó hả? Dạ tại em cũng làm trong tuần cũng không có rảnh. Em cũng chỉ rảnh chủ nhật thôi. Dạ. Rồi vậy thôi, yêu nhau rồi sắp xếp ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em là trong công việc thì em siêng năng, làm việc thì có chí cầu tiến. Thì sếp giao công việc nào thì hoàn thành công việc đó, năng nổ trong công việc. Công việc thì đối với em thì không có gì khó, chỉ có sợ mình công việc quá khó thì nhờ người khác phụ bỏ qua. Bỏ qua chứ không có bỏ chị. Rồi là ưu điểm thì nấu ăn ngon. Wow. Biết nấu ăn thì ghê vậy đó hả? Dạ. Đóng xà lan rồi mà còn biết nấu ăn ngon nữa. Thì đó, gia đình mẹ mất sớm nên ba anh em tự bươn chải rồi nó cũng lăn lộn vô bếp rồi cũng biết nấu ăn. Rồi, nấu ngon nhất là món gì? Đó giờ món gì nấu ai cũng khen, chưa biết món nào ngon nhất vậy. Yeah. Rồi còn gì nữa, ưu điểm gì nữa? Thì em cũng có thể giao lưu văn nghệ này kia. Làm thử một câu đi, chứ giờ nấu ăn ở đây mình không thử được đúng không em? Dạ. Nhưng hát là được nè, mời em. Em thì thường về quê ngoại thì cũng hát nhạc miền quê. Nên xin gửi chương trình bài Về Quê Ngoại. Rồi, mời em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắm lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bùi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Hết rồi hả? Trời ơi, đang hay mà làm cục hứng ghê luôn vậy đó. Thôi nói hát biết hát mà hát vậy có nghĩa là nấu ăn được đó. Dạ ha, mình tin ha. Rồi còn em, ưu điểm khuyết điểm em là gì nè? Dạ em siêng năng, cần cù, chăm chỉ. Trong việc làm, khuyết điểm của em không biết nấu ăn. Trời đất ơi, vậy chứ hồi đó giờ ai nấu cho em ăn? Dạ mẹ em nấu. Mẹ nấu? Ủa mẹ không có chỉ cho nấu gì hết trơn rồi mới mốt dạ, lấy chồng phải. Rồi sao? Mấy món đơn giản em biết nấu. Ví dụ trứng luộc hay gì?
Ví dụ món gì biết nấu nè? Canh rau, tôm. Có tôm vô là được rồi. Còn gì nữa không? Dạ, chiên trứng cũng chiên được. Đúng rồi, rồi, vậy được rồi. Thôi cố gắng ha, từ mai mốt rồi ví dụ mình có con cái nữa là tự động mà mình muốn làm đồ ăn cho con mình ăn ngon, muốn tự tay mình chế biến rồi từ từ mình cũng lên mạng mình học hỏi cách nấu. Dạ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Có khuyết điểm gì không? Dạ, em hơi nóng tính. Em chỉ có nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Dạ. Rồi. Tình trường thì sao? Em có một mối tình duy nhất. Mối tình bao lâu rồi? Cách đây 10 năm rồi. Cách đây 10 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm. Rồi tại sao chia tay? Anh cứ kêu em chờ hoài à. Giống như là không chịu cưới. Dạ đúng rồi. Anh đi làm mà anh không chịu lo làm. Rồi em hỏi anh có tính tới chuyện tương lai không, rồi anh kêu em chờ đi. Rồi em cứ hỏi chờ. Chờ xong hỏi xong chờ. Rồi nản quá nghỉ luôn. Dạ. Nếu mà quen nhau được cảm thấy hợp ý thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em bây giờ em 35 rồi. Em càng sớm càng tốt. Ừ, rồi để đó tôi giải quyết. Rồi mình tình trường mình mấy mối tình rồi? Thì cũng trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách nay cũng 10 năm rồi chị. Cũng 10 năm luôn, bên đây cũng 10 năm, bên đây cũng 10 năm. Nhưng mà có mối tình thứ hai thì mới đây khoảng 2 năm. Ở đây 2 năm. Cái mối tình 10 năm nó quen được bao lâu? Cũng năm mấy chị. Sao chia tay? Lúc đó thì đi học chung này kia quen rồi. Sau thì ra trường rồi đi học Sài Gòn, em thì quê. Xa mặt cách lòng. Dạ. Rồi cái mối tình sau này ở đâu? Sau thì cũng có Facebook này kia rồi quen trên Facebook. Rồi cũng tìm hiểu nhau, quen nhau được gần 4 năm. Trời ơi, quen cũng lâu quá, 4 năm mà sao không cưới? Cũng gia cảnh gặp trục trặc. Gia cảnh ai trục trặc? Em hay? Bên gia đình bạn nữ. Gia cảnh đó sao mà trục trặc? Thì cũng có con riêng rồi cũng học có chấp nhận em. Ai không chấp nhận em? Bên gia đình. Người ta có con riêng hay là em có con riêng? Bên kia có con riêng mà không chấp nhận em. Dạ. Gì lạ lùng vậy? Nói chung là em cũng không biết lý do rồi. Sau đó rồi em cũng có tìm hiểu một vài người rồi từ từ tình cảm nó nhạt đi rồi. Rồi bây giờ nếu mà có người ưng ý thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Nếu tìm hiểu thì khoảng từ 6 tháng chị. 6 tháng? Dạ. Chuẩn bị mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ. Có rồi chị. Có gì đâu, nói nghe thử rồi. Nói chung là đám cưới thì nhà cửa thì em đang... Hiện tại thì em chưa có cất nhà nhưng mà sau này sẽ cất. Sẽ cất là ở riêng? Ở riêng chị. Và ba ai lo? Thì em lo, em út mà. Vậy chứ hiện tại đang ở nhà ai? Đang ở nhà nhưng mà nhà tạm thôi chứ chưa cất nhà. Nhà tạm đó của ai? Của gia đình luôn, ở giường chị. À, rồi mốt cất nhà là ở chung với ba luôn, dạ. Đúng không? Dạ. 6 tháng là bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân đúng không? Dạ. Yên tâm nha em nha, nhanh gọn lẹ, được. Rồi hình mẫu lý tưởng của em sao? Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, em chỉ cần người đó là trung thủy, đừng có gia trưởng và đừng biết hút thuốc. Trời, có hút thuốc không? Bỏ nè. Hả? Bỏ được. Hên quá, mới bỏ cách đây 1 năm, hồi đó ngày hút 3 gói. Mới bỏ 1 năm. Dạ, vậy thôi à? Vậy thôi. Dạ. Uống bia được không? Dạ được. À là chỉ không thích hút thuốc thôi. Dạ. Nhậu nhẹt chút đỉnh được. Dạ. Chứ dưới miền Tây nhậu dữ lắm à. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Em có nhậu không? Dạ không, em không biết nhậu. Rồi, rồi hình này, cao thấp mập ốm sao? Cao hơn em là được. Em rồi. Cao mét mấy? Em có mét 55. Mét 55 được. Này cao mét mấy? 65. Dạ. Trời, tôi đoán hay ghê. Tiếp. Em không biết nữa. Rồi có mắt mũi miệng tóc tai quần áo gì không? Lịch sự là được rồi. Anh có xăm mình được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ. Trời, em dễ dãi quá. Em nói nghe nè, đưa mượn bàn tay coi. Sao mình đóng thuyền đóng mọc gì mà móng tay dài ngoặt đen chi vậy em? Này là để làm dây điện chị. Hả? Làm dây điện. Làm dây điện mà có móng tay dài để làm gì? Mấy cái thiết bị nhỏ này kia đó. Móc khửi khửi, móc móc vậy đó hả? Trời ơi, đồ có vệ sinh sạch sẽ không vậy? Có. Đi lên đây chà chanh. Vệ sinh sạch sẽ an toàn nha. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng sao? Muốn kìm người bạn gái như thế nào? Thì mập mập, tròn tròn cũng được. Được, vô, trúng ý luôn. Cái gì nữa? Thì hình mẫu của em thì cái giống như diễn viên Lê Vê La vậy. Trời ơi, trời ơi. Tròn, mập mập. Rồi gì nữa? Thì tính tình thì biết quan tâm chia sẻ. Đừng có mà cái kiểu mà son phấn quá. Trang điểm nhẹ sơ ok. Rồi bây giờ đâu đưa thấy hai bạn có đem hình theo nè để chị coi coi. Đó, cao 1m65, làm thủy thủ đóng tàu. Bên đây 35 tuổi. Ủa nãy em nói em làm gì chị quên mất tiêu rồi.
Em làm công nhân. À, làm công nhân. Công nhân mà công nhân về cái gì, vấn đề gì để người ta nhìn ta đoán. Bao bì á. Bao bì rồi, đoán đi, do ai giống bao bì á? Ai, cô nào? Áo dài xanh này. Xanh này. Lý do sao chọn cô đó? Nghe cái giọng nói đó. Rồi nghe giọng nói đó là cổ luôn hả? Để cầm đi coi lát biết đúng không chứ tôi cũng không biết nữa. Em nghĩ cho anh này. Tại sao chọn anh đó? Thì anh trẻ nhất. À, anh trẻ nhất hả? Dạ. Ồ, mà nếu anh đó thì em chịu không? Em cũng không biết nữa, em gặp Hạnh mới biết. À, nhiều khi trong hình nó khác ở ngoài. Dạ. Đúng không? Dạ, bây giờ đặc biệt lắm. Hôm nay chương trình của chúng ta là có gia đình hai bên tham dự. Đáng lẽ là cho các bạn nhìn nhau trước, nhưng bây giờ Tường đổi lại. Tường để cho gia đình hai bên gặp nhau trước coi có ưng bụng không. Nói vài lời khích lệ tinh thần hai bạn, rồi lúc đó Tường mới cho hai bạn nhìn nhau và tâm sự với nhau. Được không? Dạ. Dạ, con mời gia đình của bên nhà bạn trai ạ. Dạ, mời gia đình bạn gái vào ạ. Dạ, kính thưa quan viên hai họ, hôm nay là buổi lễ ra mắt của gia đình hai bên. Trước tiên là đây là ba của em đúng không? Dạ. Dạ, còn cô là như thế nào với... Dạ. Dạ, bạn gì với mẹ. Vậy thì ngày hôm nay thì hai cô với chú đến tham gia chương trình. Nãy giờ cũng nghe câu chuyện chia sẻ của hai bạn. Thế thì cô chú có nhận xét như thế nào về bạn gái ngày hôm nay? Và theo như ý cô chú nghĩ thì cặp đôi này có hợp với nhau hay không? Có nên bấm nút với nhau hay không ạ? Con mời chú trước đi ạ. Chú là ba, là chú cho ý kiến trước. Chú có yêu cầu gì về con dâu không ạ? Kính thưa Hoàng Trời với cô Cát Tường, thì tôi có ý kiến nãy giờ tôi nghe hết ráo rồi. Dạ. Thì hai cháu nó thuận với nhau thì tôi chấp nhận, không có cái gì khác. Dạ. Nhưng mà cái tánh quanh này thì nó phải nóng. Như con tôi nó chịu hết. Nó nóng, nóng lắm nhưng mà nó nhịn. Nhịn rồi chút xíu nó chịu. Dạ. Tánh nó vậy. Dạ. Và vấn đề tiến tới hôn nhân thì tính nó rồi trong vòng năm nay. Nếu mà mình có cháu quanh chị gái có thấy vậy nhanh không, hay là muốn đợi chuyện nào nó tùy nữa. Dạ. Vậy thì bác nghĩ là cặp đôi này được không, nên bấm nút không bác? Được. 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 Dạ. Dạ, con cảm ơn. Bác ủng hộ hay bác ha? Rồi. Dạ, bây giờ đến bên họ nhà gái ạ. Dạ. Trời ơi, hai dì giống nhau quá. Dạ. Hai chị em hả? Dạ. Dạ, dì là mẹ của mẹ của Quang. Mẹ Vân. À, mẹ bé Vân. Dạ, dạ. Thế hôm nay dì cảm coi như là chào Cát Tường. Dạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Coi như là mình thấy đến đây là thấy cho hai cháu nó được tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi thế thí dụ như mà tìm hiểu mà cặn kẽ mà kết hợp được thì cũng nên tiến tới. Dạ. À. Thế hồi nãy bên nhà trai bác trai có nói ví dụ như trong năm nay mà nếu đôi trẻ ưng bụng thì là bác sẵn sàng, dì sẵn sàng gả chưa? Dạ, sẵn sàng luôn. Sẵn sàng. Dì có yêu cầu, có nhận xét gì vài câu với coi như anh trai để tương lai, biết đâu được tương lai. Coi như tương lai đi. Dạ. Thì nhưng mà mới cái tuổi 32 thì rất là chứng chạc. 33 rồi, 33. Nhỏ hơn là 2 tuổi. À. Nhỏ hơn là gì cũng hại. Nhưng mà rất là chứng chạc đó, cũng là tốt rồi. Nhất trai lên 2, nhất trai hơn 1. Và nếu mà hai bên gia đình đã đồng thuận thì con nghĩ chắc là đại diện xuôi gia hai bên nên bắt tay chào hỏi nhau. Biết đâu sau này mình làm xuôi thiệt. Dạ. Chào anh ạ. Dạ, cảm ơn gia đình hai bên ạ. Dạ. Rồi cho tiếp tục đôi trẻ tìm hiểu nhau ạ. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Kính thưa quý vị, đáng lẽ đôi trẻ phải đứng lên chào các bậc phụ huynh nhưng mà Tường không có cho, tại đứng lên là lộ bí mật, đứng lên là nhìn thấy nhau hết chứ không phải là người ta vô phép đâu ạ. Chị Tường đứng lên chào đại diện được rồi. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim, đây là lúc quan trọng nhất nha. Đó, để xem mình có thật sự là của nhau hay không ở cái nhìn đầu tiên. Xin mời cả nhà. Chào, chào, chào. Nhất gái lớn cái hai, dì trai lớn một, tặng đi. Đây, cái may mắn hả? À, chúc anh mọi việc đều gặp nhiều may mắn. Đây, anh cũng có món quà gửi tặng em, này là cái món cây xương rồng anh tự trồng. Tự trồng? Dạ. Chắc hơn anh. Nó gai góc thì nó, cuộc sống thì lúc nào nó cũng gai góc. Thì hy vọng là sau này trong cuộc sống, những gai góc, những chiếc buồn vui trong cuộc sống có anh chia sẻ cùng em. Rồi, ngồi xuống đây hai bạn. Rồi cái màn mà mở cửa trái tim và tặng quà cũng thấy trùng khớp với nhau nữa. Cả hai cùng tặng cây cho nhau, cùng ý thích mai mốt về chăm sóc cây cỏ trong nhà nha. Những gì nãy nói nhớ nha. Sao có chút xao xuyến gì chưa? Có gì chưa? Em biết đâu mà đỏ mặt. Sao đổ mồ hôi vậy?
Chị Tường sẽ dành cho các bạn ít phút để trò chuyện riêng tư với nhau, để cho các bạn tìm kiếm một cái chút cảm xúc. Rồi có gì khó khăn chị Tường sẽ quay trở lại hỗ trợ. Bây giờ xin mời hai bạn thoải mái lên, thư giãn buổi trưa. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mượt. Wow, đó, đây là món ăn sashimi của nhà hàng Phiêu Mượt nha. Hồi xưa giờ mình ăn cái món ăn này chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Hôm nay vừa có bạn gái vừa trải nghiệm món ăn ngon. Bạn này chưa ăn, chắc em cũng chưa luôn đúng không? Dạ. Ở dưới quê mình hình như chưa có nhà hàng những cái món này đúng không? Dạ. À, mời các bạn thưởng thức ha. Đây là cái món sashimi giống như là nó là dạng đồ sống á, dạ, của Nhật ha. Mình ăn thử cho xem như thế nào nha. Dạ. Rồi vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện tâm tịch sự với nhau. Rồi mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng. Mời em. Thì nếu mà quen thì anh lên Long An một lần hả? Dù như công việc nó ổn định thì em rảnh nhà nào lên nhà đó không được. Em đó làm ở Long An nhưng mà nhà em là trên thành phố Hồ Chí Minh, chứ em không phải ở dưới Long An. Thì dù một tuần hai tuần thì em chạy lên chơi cà phê áo này kia phim gì ok. Dù như rảnh thì mời em với gia đình xuống nhà chơi cũng được. Ở dưới nhà anh có trồng cây gì không? Có, nhưng mà đang mùa này mùa hạn đó, rồi cây trái nó không có được xum xuê lắm. Nó khô cằn, tại vườn cũng mới cải tạo lên nên nó không có được nhiều cây trái. Dạ. Nhà thì cũng có trồng bưởi, mít, dạ, với dừa. Chắc cỡ 2 năm nữa nó mới được đẹp như vườn lâu năm. Dạ. Mới có thích làm vườn không? Em thích ăn trái cây mà. Em thích trồng. Em là phải làm nha. Đúng rồi. Phải có ăn rồi phải có làm mới có ăn chứ. Trời ơi, cái gì mà tôi cho thời gian nói chuyện có nhiều cặp đôi hả, nói hoài không hết chuyện. Mà ông nói chuyện mà ông nhìn ra ngoài ông cầu cứu tôi hoài, gật rủ tôi vô phải không? Không rồi, cảm thấy chia sẻ nhau vừa đủ để... Đủ rồi đó, vừa đủ luôn, hiểu chưa? Rồi đã hỏi cổ là bây giờ là cái chuyện hẹn hò sao chưa? Dạ rồi. Là đi xuống sao giờ rất là biết nhà cửa cổ chưa? Dạ thì sau chương trình thì có. Sau chương trình có luôn, tự tin là cổ bấm nút luôn hả? Dạ. Hay quá, tự tin, được. Quan điểm hôn nhân tình yêu của em là như thế nào? Nói chung là yêu chân thành thì tiến tới hôn nhân thôi. Tiến tới hôn nhân luôn. Theo em nghĩ dù hai vợ chồng mà lấy nhau là mình cần phải yêu trước cái đã rồi mình mới lấy, hay là mình cứ thấy ưng bụng mình thấy được mình lấy về rồi tình yêu từ từ mình bồi đắp? Từ từ bồi đắp cũng được chị, tại vì tình yêu nó xuất phát từ cái va chạm cuộc sống chứ không phải là va chạm từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Còn quan điểm của em thì sao? Yêu rồi mới lấy hay là cũng có thể thấy ưng bụng thấy được mọi thứ bằng cái lý trí, thấy người này ok rồi lấy, từ từ yêu sau cũng được, hay là phải bằng cảm xúc yêu cái đã rồi mới lấy? Em thì thiên về cái sau nhiều hơn. Là phải yêu cái đã, dạ, mới lấy. Đúng rồi. Nhưng mà em cũng giống như cùng, tại vì em làm cũng rất là bận á, nên em cũng nghĩ là nên là lấy nhau rồi hai người mà dạng như có va chạm trong cuộc sống rồi á, bắt đầu yêu từ từ cũng được. Mê trai nữa. Mới nghe ông này ông nói câu đó nói lại y chang luôn. Thiệt chán ghê sợ luôn á. Trời ơi em ế quá mà chứ. Em hả, mà cứ vậy hoài, từ từ ngồi yên đó tôi gả cho. Cứ nói ế hoài nhà trai người ta lên giá, thiệt tình luôn. Liêm sĩ gì tầm này nữa. Liêm sĩ gì tầm này nữa hả? Không luôn em, mà em có hứa em hốt tao không? Mà em nói người ta liêm sĩ gì tầm này. Trời ơi con gái người ta phải có sĩ diện chứ, để đó tôi làm giá tôi bán cho. Dạ. Rồi bóc đi em, đưa một tấm, đưa một lá. Em màu xanh hay màu đỏ? Em thích màu nào cũng được hết trơn á. Em màu gì thì bên đây màu ngược lại. Rồi đọc lên. Bạn trai đọc trước đi. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn và 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Vô, mời em bước qua lời quá, tham gia chương trình lời quá trời ở ngoài. Má bạn gái vỗ tay quá trời, bước qua liền mạnh mẽ lên nè. Mẹ ơi. Rồi con em đọc câu em lên chị nghe coi. Dạ. Nếu phát hiện bạn trai đi vào khách sạn cùng một cô gái lạ thì bạn nữ sẽ xử lý như thế nào? Trời ơi thôi cái này suy nghĩ đi, cho xử lý. Cho bạn gái xử lý trước đi. Rồi bạn gái xử lý trước. Em đang phát hiện chồng em vô khách sạn với một người khác, lúc đó em xử lý như thế nào? Em sẽ vô gặp ảnh em hỏi. Ai cho em vô khách sạn? Tại vì em đã biết là ảnh ở trong đó rồi. Rồi em làm sao, em nói sao để em vô? Bây giờ chị là chủ khách sạn nè. Ủa cô đi đâu vậy cô? Em nói là dạ
Em có... Có ai? Anh chồng ở trong khách sạn. Anh chồng trong khách sạn chắc chủ không cho em cho vô á. Không thì em ngồi em chờ ảnh. Ngồi chờ ở đâu? Chờ khách sạn chờ luôn. Ngay khách rồi, sạn. Bây giờ cho đặt cái trường hợp là người ta không cho em lên khách sạn. Ừ. Nha, em ngồi ngoài rồi, em ngồi ngay cửa khách sạn. Rồi anh này anh đâu có biết gì đâu. Ảnh đi xuống ba người chạm mặt nhau em làm gì? Em hỏi ảnh. Hỏi sao? Hỏi đi. Là... Hỏi đi anh trả lời nè. Đây là tôi với ảnh nè, đó ra ba người ra nè. Tôi đi với ảnh trong khách sạn mới ra nè, đó. Rồi hỏi đi. Anh còn yêu em không? Trớ trêu quá chị. Trớ trêu quá, trả lời đi, vợ em mà trời ơi. Nếu mà em đã có vợ rồi thì em sẽ không bao giờ đi với người khác trong khách sạn. À, nếu em có vợ rồi em không có đi cho nên cảnh này không có xảy ra. Chắc không? Chắc. Nhưng mà tại họ chị hỏi em nghe nè, có nhiều người người ta rồi giả tỷ gì khúc đó em lên em hỏi vậy rồi người ta trả lời là hay là người ta vẫn nắm tay cái người bạn gái đó của người ta thì đó em, lúc đó em quyết định luôn. Em quyết định sao? Dạ, quyết định chia tay. Em dứt khoát, em không có dây dưa. Chị thích em mạnh mẽ. Dạ. Dù sao cũng phải cho mình một cái kết quả. Đúng rồi. Đúng không em? Dạ. Thà đau một lần rồi thôi. Đúng. Nhưng chúc mừng em, chồng em không bao giờ làm vậy nha. Dạ. Vô. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể cô gái. Đừng có nghĩ đen tối quá. 3 điểm bất kỳ, đừng có nghĩ đen tối quá. Mời em qua. Nói sao đó nói. Cô từ từ, cô giữ giá cho tôi nha. Tiến tới, nói gì nói đi. Anh đã thì hồi đó giờ chưa quỳ trước mặt ai. Nhưng mà hôm nay đến chương trình anh xin quỳ trước mặt em và anh có món quà tặng em. Sao em dám nhận? Cái này thiệt luôn á chứ, cái này không phải trò chơi chương trình nha. Chị Tương, sao vậy? Sao em dám nhận? Tùy em thôi. Chị đâu có biết cái này, chị cũng bất ngờ ngoài chương trình mà. Em nhận trước để em đeo sao? Rồi, em nghe lời anh, để em nhận trước. Rồi em cảm ơn anh. Dạ được không rồi nhá. Mới nói gì vậy? Tôi hồi hộp, tôi không nghe luôn. Anh nói em nhận rồi là anh được quyền hôn rồi. À, rồi. Đó, anh hôn đâu cũng được. Tôi nói rồi, tôi nói để nó từ từ thiệt. Rồi, ba chỗ mới hôn tay phải không? Một cái lòng bàn tay. Đừng có chỉ điểm. Anh ngại mà. Hai chỗ. Cho em hôn bán. Trời ơi. Dì cũng đừng có bức xúc quá. Thôi kệ nha dì nha, con gả luôn nha dì. Được không dì? Chứ nhẫn người ta cũng lấy luôn rồi, má tự đưa cho hôn luôn rồi dì ơi. Thôi rồi, xong rồi. Được chưa? Về chỗ. Được rồi. Rồi bây giờ về ngồi nói tôi nghe cái vụ chiếc nhẫn này là làm sao nè. Bây giờ trò chơi của chương trình là kết thúc nè. Nhưng bây giờ quay lại cái vấn đề chiếc nhẫn là làm sao. Nói cho anh nghe rõ ràng coi. Chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy? Một người bạn làm bên nghề kim hoàng làm tặng. Nhưng mà hôm nay em chủ đích đem đến chương trình mà em định là gặp ai em cũng tặng. Không. Hay là gặp đúng người gặp em muốn em mới tặng. Mới tặng chị. Là nãy giờ em thấy đúng rồi đó hả? Tặng cái chiếc nhẫn nó có ý nghĩa gì? Em nói rõ với cổ. Thì muốn đeo chiếc nhẫn thôi, là chiếc nhẫn cưới. Nhưng mà chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đầu tiên tặng cho người con gái anh thôi. Đây là chiếc nhẫn gọi là tỏ tình. Dạ. Đúng chưa? Tại vì em muốn lần quỳ gối trước mặt người bạn gái là lần cuối cùng. Tại đó giờ em chưa quỳ gối trước mặt ai hết. Có nghĩa là sau này nếu mà tặng chiếc nhẫn kết hôn là không có quỳ nữa. Đứng chỉ có quỳ một lần. Này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Là tỏ tình. Và tỏ tình mà nếu em đồng ý là sẽ tiến tới kết hôn luôn. Mà lần sau kết hôn tặng nhẫn khác nhưng không quỳ nữa. Dạ. Không, em muốn nếu mà có kết hôn anh phải quỳ nữa chứ. Chứ tự nhiên Bớt và làm giá nữa. Được ta vậy rồi còn đòi lên nữa. Hồi nãy thì mới đòi gả không. Bây giờ ta tặng người ta quỳ rồi đòi. Tại anh quỳ rồi nên em mới muốn quỳ nữa. Không thương thì chấp nhận hết chị. Đó, thôi kệ đi, hai đứa muốn làm gì làm. Bây giờ cho các bạn 30 giây. Hai bạn nhìn nhau. Nếu ai còn muốn nói điều gì nữa thì hãy nói. Nói những gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong thời điểm này. Sau đó chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò, bạn trai đeo nhẫn vào tay bạn gái. Nếu không đồng ý hẹn hò, chúng ta có quyền lặng lẽ lấy tay ra không bấm. Và em trả lại chiếc nhẫn cho bạn trai. Dạ. Vì đây là chiếc nhẫn để mà tiến tới hôn nhân. Đồng ý ý chị nói không ạ? Dạ. Em có cần hỏi ý gì gia đình không để quyết định? Dạ, các bạn có muốn để không? Để em hỏi. Đồng ý không? Dạ. Rồi, dạ con mời dì vào lại đi dì ạ. Dạ. Bạn gái muốn hỏi ý kiến tại đây là chuyện quan trọng nên con cũng muốn cho bạn gái một cơ hội.
Nói lớn đi, nói lớn đi. Nói lớn đi, nói lớn không sao à, hai mẹ thì con. Con nếu mà con cảm thấy con chấp nhận được thì con bấm. Thế nên con tìm hiểu mà, chứ đâu phải là mình bấm được phải nhận liền đâu. Đó. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hiểu lực rồi nha em nha. Đây là một chương trình rất nghiêm túc, bấm nút để tìm hiểu hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta không rung động, chúng ta cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình đang tìm kiếm, có quyền lấy tay ra, bấm nút vì tình cảm của mình, không phải vì lịch sự. Sau 3 tiếng đếm, không đồng ý, lặng lẽ lấy tay ra. Đồng ý, bấm thật mạnh. 1. Rồi hai bạn lấy nhau luôn đi, tôi về. Rồi đứng lên đi hai em. Bây giờ mình đeo nhẫn. Wow. Nằm ngón dữ chưa? Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi ạ. Đây là giờ phút mà các bạn đồng ý là chính thức cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Và bây giờ, hồi nãy cũng là hôn chơi thôi, bây giờ mới là một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Rồi, hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Rất là bất ngờ một câu chuyện tình yêu mà Tường nghĩ rằng là có một cái mở màn rất đẹp. Và Tường rất rất hy vọng một ngày đẹp trời, tất cả gia đình chúng ta sẽ chờ đón được tin vui từ cặp đôi này nha. Tường cũng xin thay mặt chương trình nè, thứ nhất gửi tặng em gái một món quà để làm đẹp, là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn nha. Rồi, đây xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây để tìm hiểu, để xem phim và để trò chuyện với nhau. Nói chung mà đến chương trình hôm nay thì gặp được một người bạn thì có thể tìm hiểu, và nếu cảm thấy hợp thì sau này sẽ tiến tới hôn nhân. Tương lai thì mình chưa biết, nhưng mà mình chắc chắn là phải tìm hiểu. Khi mà thấy anh quỳ xuống là rất bất ngờ và tim đập bình thịch à. Lần đầu tiên có một người quỳ xuống mà nói chuyện với mình như vậy. Chiếc nhẫn nó nặng quá à. Cũng sợ nữa, sợ mất. Chiếc nhẫn này là mình muốn tìm gặp đúng đối tượng để mình trao chiếc nhẫn. Hôm nay gặp đúng đối tượng mình trao. Trời ơi, mọi người ơi. Vậy hả? Có gặp chị không? Có. Vậy hả? Rồi hả? Hồi đấy em 30, 31 à. Rồi mới ăn về rồi. Nhưng mà chưa gặp đúng người. Bây giờ gặp đúng người rồi đó. Em đi gặp đầu tiên của chị. Tình duyên khó nói lắm em ơi, nó hên xui em ơi. Dạ. Giống như chị xui hoài, bây giờ biết cái gì nè. Rồi có gì vui, có tin vui báo cho chương trình nha. Dạ. Ok, dạ, chào cái gì. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. À, chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.